Ok, xin chào Trung. Dạ, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú bác anh chị đang trên diễn đàn. Anh cứ chia sẻ về cái nội dung mà anh đang nói đi, cái chỗ mật ong á. À, từ từ cái bài đó nằm ở đâu để lại cho anh một tí anh, tại vì cái câu kêu gọi của những thành phần xỏ lá bên đó đó nó rất là rõ, rất là rõ, nó lên cái à đây nè, đây là mọi người. Ben Bishop ha, đó, thầy quan lưu 10 sơ sơ xem mấy chữ rồi thầy quan sẽ đọc đọc kỹ từng câu cho mọi người cùng nghe nha. Tức là cái quan điểm của họ thế này mọi người. Hơ hơ, đánh đuổi Mỹ cho cố, rồi giờ bám đít nó, van xin nó mua hàng mình giá rẻ. Sao không bán cho Nga, Tàu, Triều Tiên, cho thấm tình đồng chí nhỉ? Mỹ đang đòi bồi thường chiến tranh Việt Cộng xâm chiếm miền Nam gì đó dưới hình thức chém thuế thật nặng các mặt hàng Việt Nam xuất sang Mỹ. Sau mật ong, xin lỗi mọi người, sau mật ong là hải sản, cao su, đồ gỗ, sắt thép, vân vân, giá mà đó cũng là cái câu này giống như cái đề tài của Quang Lâm, giá mà Việt Cộng bại trận như Nhật trong chiến Thế chiến thứ hai thì đã được Mỹ giúp đỡ thành cường quốc y chang Nhật rồi. Ai biểu hiếu thắng cho mà chết sáng mắt ra chưa? Giải phóng 47 năm rồi đó mà vẫn lẹt đẹt thua cả miên thua cả Lào. Mỹ bay lên sao Hỏa rồi mà ta vẫn còn đi chào hàng muối, cá khô, củ kiệu, dưa hành, mật ong, má ơi. Đó. Đó, đó là cái câu của ta tết của một cái thành phần bao que xỏ lá đó. Thì khi mọi người xem qua cái ta tết đó nó thế nào? Đúng rồi, rõ ràng đúng không? Rõ ràng là họ hả hê, họ rất cảm thấy là hả hê và họ cầu mong rằng là sau này Mỹ sẽ áp thuế thêm những nhiều 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 những mặt hàng khác, tức là những mặt hàng bất cứ cái mặt hàng nào á ở Việt Nam qua thì họ sẽ áp thuế cao lên để đánh vào thuế đó thì họ mới vui. Thì đó như thầy Quang nói, mọi người xem qua cái bản chất như vậy đó thì họ yêu nước thương dân chỗ nào? Anh chào anh Chu Phan, đúng không? Yêu nước thương dân chỗ nào? Rõ ràng kinh tế là gì? Kinh tế là từ người dân, đúng không? Kinh tế là từ người dân, nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, vân vân, các mặt hàng là từ người dân sản xuất mà ra hết, rõ ràng chưa? Đó, áp thuế 400% mà tụi nó cảm thấy tụi nó là nó vẫy đuôi nó ăn mừng nữa đó, thương chỗ nào? Thôi quen nó rồi, một khi ba quen nó làm trò xỏ lá đó thì không có gì mà vui hết á, không có gì mà vui hết á. Ok, chào Nam Phong, xin mời sự chia sẻ của Trung ạ. Xin mời Trung. Dạ, em chào lại anh Thơ Quang và chào lại tất cả mọi người đang trên diễn đàn. Anh bổ sung cho anh xin bổ sung thêm một câu trước khi để Trung vào vấn đề. Thì câu của khách mời dưới thì anh thấy rất là hay, anh xin chia sẻ với Trung với mọi người để Trung có cái nhìn như thế nào nha. Căn cứ vào các hoạt động của tổ chức Việt Tân, chiếu theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động này xâm hại tới nền hòa bình ổn định của Việt Nam, cụ thể chống lại nhằm lật đổ nhà nước Việt Nam. Nguy hiểm hơn, trong thời gian qua chúng đã có những hoạt động khủng bố nhằm vào nhà nước và nhân dân Việt Nam. Căn cứ vào đó, Việt Nam đã xếp Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Vì vậy, tổ chức hoặc cá nhân nào phục vụ hoặc giúp sức tổ chức này đều vi phạm pháp luật Việt Nam. Một công dân nước ngoài hoặc trong nước phục vụ tổ chức này, nếu có các hoạt động cụ thể trên lãnh thổ Việt Nam, đều bị pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu là công dân nước ngoài thì đại sứ quán nước đó được phép thực hiện bảo hộ công dân của họ. Nhưng việc yêu cầu trả tự do ngay lập tức của các tổ chức và cá nhân là yêu cầu vô lý, không được đáp ứng. À, xin mời Trung. Dạ, cái này thì rất rõ ràng rồi anh. Tổ chức Việt Tân đã được xếp vào tổ chức khủng bố, đúng không ạ? Thì khi mà anh có những hoạt động nhằm chống lại cái quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân Việt Nam cũng như là vi phạm vào pháp luật Việt Nam, hiến pháp của Việt Nam thì các anh sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Chuyện đó là rất bình thường, theo em nghĩ rất bình thường, bởi vì kể cả công dân của Việt Nam sang các quốc gia khác mà anh vi phạm vào luật pháp của quốc gia đó thì anh cũng bị xử lý. Thế nhưng mà ở đây có một cái mà anh ấy chia sẻ thì em Đúng rất rồi. là đồng tình, bởi vì là quốc gia nào người ta cũng có quyền là tiếp xúc, trong luật thi hành tạm giữ tạm giam thì chúng ta có thể nghiên cứu, thì người ta có một cái quy định về cái vấn đề nội dung là tiếp xúc lãnh sự, có nghĩa là khi mà công dân của quốc gia đó anh bị vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện hết sức cho anh, một là vấn đề về luật sư, thứ hai là về tiếp xúc lãnh sự. Thì cái việc mà tiếp xúc lãnh sự đó nó có ý nghĩa, một là anh thực hiện cái quyền bảo hộ công dân của anh, nhưng cái thứ hai nữa là gì, qua cái việc tiếp xúc đó giữa tiếp xúc lãnh sự này, rồi người bị tạm giữ tạm giam này và cơ quan chức năng, cộng thêm luật sư nữa, thì nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái khách quan. Thì lúc đó anh trình bày cái nội dung của anh, nếu như thực sự đúng không ạ, thực sự anh không có hoạt động đó và không có tài liệu chứng minh thì dĩ nhiên là đối với trường hợp cụ thể như Châu Văn Khảm này chắc chắn là gì ạ, chính phủ Úc người ta sẽ có ý kiến ngay, đúng không ạ, người ta sẽ có ý kiến ngay. Thế nhưng mà khi qua tiếp xúc đó thì người ta có những cái tài liệu chứng cứ chứng minh anh vi phạm pháp luật Việt Nam, bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, nó là chuyện bình thường. Thế nên các cái hành động của các anh mà anh yêu cầu là trả tự do vô điều kiện cho Châu Văn Khảm, nó hoàn toàn là vô lý và đi ngược lại với cái bang giao giữa hai nước, bởi vì cái vấn đề này nó thuộc liên quan đến vấn đề hai quốc gia, nó không phải chỉ là một công dân bình thường mà nó còn vấn đề liên quan đến hai quốc gia nữa. Thế nên ở trong pháp luật Việt Nam quy định rất rõ, trong luật thi hành tạm giữ tạm giam đó là về vấn đề tiếp xúc lãnh sự đối với những người là công dân và mang quốc tịch nước ngoài. Đấy, thì Việt Nam chúng ta đã thực hiện cái này thì theo em nghiên cứu thì rất là tốt, nó đảm bảo được cái quyền và nghĩa vụ của người vi phạm, tuy nhiên nó cũng đảm bảo cái khách quan khi mà pháp luật Việt Nam xử lý những cái trường hợp vi phạm nó khách quan và đảm bảo theo các cái công ước quốc tế, chứ nó không có vi phạm vấn đề gì ở đây. Và Châu Văn Khảm là một người vi phạm pháp luật Việt Nam, bị pháp luật Việt Nam xử lý, đó là hợp tình, hợp lý và phù hợp với công ước quốc tế. Nó không phải như các anh bên kia thế giới, các anh luôn kêu gào là trả tự do vô điều kiện. Thế bây giờ em lại hỏi lại một chút. Chúng ta có thể nói là trước đây, trước năm 1975, trong thời kỳ chiến tranh đấy, thì giữa chúng ta ở đây có là một đất nước Việt Nam, nhưng mà hai thể chế chính trị, đó là Đảng Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thế thì những người có thể nói là về có quan điểm đối lập, đó là những người theo Cộng sản đi, thì người ta thể hiện cái quan điểm của mình, người ta cũng đấu tranh, đúng không ạ? Người ta đấu tranh thôi. Thì các anh lại bắt bỏ tù người ta, thậm chí là tử hình, bắn công khai luôn. Không cần thiết phải xét xử, các anh lôi ra, các anh bắn người ta công khai. Đúng không ạ? Thế thì ngày đó có anh nào đúng rồi là trong Việt Nam Cộng Hòa các anh ấy đứng lên các anh kêu gọi là trả tự do vô điều kiện cho những người này không? Đó là bất đồng chính kiến, chúng ta có thể nói là bất đồng chính kiến, bởi vì lúc đó là hai thể chế chính trị mà, thì hai bên người ta đều có quyền thể hiện quan điểm của mình, các anh có quan điểm các anh thì tôi có quan điểm của tôi đó. Thì khi người ta thể hiện quan điểm của mình đối lập thì anh ngay lập tức anh bắt bớ, anh khủng bố, anh giết hại người ta không cần phải qua xét xử. Thì ngày đó có anh nào kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho những người đó hay không, đúng không ạ? Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta định nghĩa thêm, em nói thêm một chút, là có nhiều anh khẳng định là Việt Nam là nội chiến chứ không phải là chiến tranh xâm lược. Thế bây giờ tôi hỏi là cái lực lượng quân đội Hoa Kỳ, quân đội Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Philippines, Thái Lan có mặt ở Việt Nam để làm gì? Có mặt ở Việt Nam để làm gì? Ngay bây giờ chúng ta nhìn sang cái nước bên cạnh thôi, em không nói sâu, đó là Ukraine và Nga. Thì bây giờ các anh luôn nói nếu Nga phát động chiến tranh thì là Nga xâm lược Ukraine. Thế thì ngày đó Mỹ phát động chiến tranh ở Việt Nam cùng với đồng minh của mình thì nó là hành động gì? Nó không phải là hành động xâm lược thì hành động gì? Các anh là chuyên đánh cháo khái niệm, đúng không ạ? Đánh cháo khái niệm. Và các anh cho rằng là Việt Nam Cộng Hòa thuê Mỹ về. Xin lỗi các anh nhé, không có tiền tài trợ của Mỹ thì ngay lập tức các anh là gì ạ? Tự do, tùy nghi di tản nhé, tùy nghi di tản đấy. Nói không, em nói lịch sự một chút, đó là tùy nghi di tản, chạy đâu thì chạy,
quần áo giày dép vứt đâu thì vứt. Đấy mà các anh bảo các anh thuê Mỹ về trong khi Mỹ không viện trợ về kinh tế cho các anh và Mỹ rút quân thì ngay lập tức các anh tùy nghi di tản, cái gì vứt được các anh vứt, cái chỗ nào chạy được các anh chạy, chỗ nào các anh đu được các anh đu. Nó thể hiện rất rõ ở trong các cái vấn đề đó và lịch sử đã chứng minh, chứ không phải là chúng tôi đưa ra để chúng tôi nói xấu cái này cái kia. Đấy thì cái vấn đề đó thì em bổ sung thêm là như vậy. Còn về cái vấn đề thứ ba em muốn chia sẻ thì em nói một chút ngắn gọn thôi chứ không nói dài, bởi vì là nó cũng em lên cũng lâu, với hai nữa là nó cũng có những cái mà nó rất là tế nhị thì em không có đề cập sâu. Thì cái vấn đề em muốn nói đến là các anh có so sánh với Nhật Bản thì ở đây thì chúng ta có thể hiểu thêm một chút, hiểu thêm một chút về cái của Nhật Bản. Thì ai cũng biết đúng không ạ, là sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai đấy mà Mỹ người ta thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản thì Nhật Bản đã đầu hàng một cách vô điều kiện, vô điều kiện. Thì chúng ta phải nhớ là cái giai đoạn lịch sử này đó là sau khi mà Nhật mà thua trong chiến tranh thế giới thứ hai thì quân đội Nhật Bản bản bị giải tán nhé. Mọi người phải nhớ là lực lượng quân đội Nhật Bản bị giải tán và đã bị Hoa Kỳ chiếm đóng. Đấy. Lúc này là Nhật Bản chỉ còn có cái lực lượng gọi là cảnh sát để trị an và phòng chống tội phạm thôi, chứ không có lực lượng quân đội. Đấy. Mọi người phải nhớ như vậy, chứ không nên so sánh với quốc gia khác. Bởi vì mỗi quốc gia người ta có vị trí địa lý khác nhau và cái con đường phát triển khác nhau. Quan trọng, đúng không ạ? Khi các anh đạt được cái thành quả phát triển của đất nước, thì các anh phải đánh đổi cái gì? Các anh đánh đổi cái gì? Một là các anh để cho ngoại bang đến xâm chiếm và đồn trú trên quốc gia mình. Các anh chỉ đóng vai trò là những con rối ở đằng sau để giật dây. Hay là các anh hy sinh tính mạng người dân mình để đánh đổi lại những đồng đô la. Cái đó nó mới là cái quan trọng. Còn con đường phát triển thì rất nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà quan trọng là các anh có chấp nhận làm nô lệ cho người ta để đổi lấy tiền bạc không? Hay là đứng lên đấu tranh để giành độc lập toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay? Cái đó mới là cái quan trọng. Nhìn đi đâu thì nhìn, mỗi một quốc gia người ta có cái cách phát triển và con đường phát triển, cách tiếp cận phát triển khác nhau. Không quốc gia nào giống quốc gia nào. Đấy. Đấy, nhưng các anh này luôn so sánh, nhưng mà các anh ấy lại chưa bao giờ đặt ra một cái câu hỏi tại sao Hoa Kỳ lại giữ vị trí số 1 thế giới bao nhiêu năm nay, kể cả về mặt kinh tế, về mặt quân sự. Tại sao những nhà máy sản xuất vũ khí của Mỹ vẫn luôn hình thành và phát triển qua bao nhiêu năm? Mặc dù là các nước gì ạ, ký các cái hiệp ước này, hiệp ước kia, rồi công ước này, công ước nọ về để gì ạ? Về giảm bớt nào là vũ khí hạt nhân, rồi về để duy trì trật tự an ninh thế giới và sinh ra cái tổ chức Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà bao nhiêu năm nay nó có đã hết được chiến tranh chưa? Chưa bao giờ hết. Mà nếu có hết thì các anh lại tiếp tục tìm chỗ để các anh chiến tranh, để phát triển kinh tế đất nước. Cái đó là cái mà rất dễ hiểu, rất dễ nhìn thấy. Đấy. Thì qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em chỉ chia sẻ ba nội dung như vậy. Thì cũng mong tất cả mọi người anh em ta chia sẻ những cái tiếng nói để cho mọi người có thể lắng nghe, đối chiếu, rồi là đúc kết xem cái nào là của dân, do dân, vì dân, cái nào là vì lợi ích quốc gia, cái nào là vì lợi ích dân tộc, cái nào là gì ạ, sẵn sàng bỏ người dân để đánh đổi lại những cái mà để gọi là phát triển đất nước thì nó có đáng hay không, và sinh mạng của người dân ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng với cái việc làm trong cái thời gian qua, bao nhiêu năm qua, từ các cái con đường phát triển kinh tế cho việc đến đảm bảo quyền và nghĩa vụ người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, thì chúng ta có thể thấy được cái góc độ nhân văn của dân, do dân, vì dân là ở đâu. Đấy, qua cái sự việc gần đây nhất đó là cảnh sát Pháp, đúng không ạ, người ta đã massage miễn phí cho người dân khi anh tham gia các cái đoàn xe tự do đấy. Đấy, thì cái đó nó có phải là hèn với giặc, ác với dân không? Đúng không ạ? Đấy, hèn với giặc là gì? Ngày xưa là bị cái lực lượng mà phát xít Nhật đấy, người ta oánh là tơi tả ra, đúng không ạ? Nếu như không có
Liên bang Xô Viết và các nước khác ngày đó, thì liệu nước Pháp có được độc lập không? Thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là cái này nó khơi gợi lại có quá khứ đau thương cho người dân Pháp, nhưng mà chúng ta có thể nhìn một cách nó thực tế nó là như vậy. Thì đến ngày hôm nay, khi nước Pháp độc lập bao nhiêu năm nay, phát triển bao nhiêu năm nay, và chính Pháp cũng là một nước đã đưa quân sang xâm chiếm Việt Nam, thì khi mà người dân thể hiện quyền tự do của mình đã bị lực lượng cảnh sát Pháp mát xa gọi là miễn phí, thế thì tại sao không thấy các anh nào lên tiếng để bảo vệ những người dân trong cái đoàn xe tự do của Pháp này? Đấy, một là các anh không dám nói, hai là các anh không có tự do. Đấy, không dám nói và không có tự do thì các anh mới không nói. Chứ các anh đừng có nói với tôi là không có mấy anh que ở Pháp nha. Đấy, các anh đừng nói thế. Nói thế là người người ta biết, người ta cười đâu. Đấy, thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay em chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Thì cũng cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Thì có gì thiếu sót thì cũng mong các anh, các chị, chú, bác đóng góp thêm. Em xin cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người. Ok Trung, cũng xin cảm ơn Trung rất là nhiều đã tham gia cái buổi live bữa nay. Vậy ha mọi người ha, Thân Quang sẽ dừng cái live từ đây. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt ạ. Bye bye.